đất nước ta vừa khép lại năm 2019 với những thành tựu rất quan trọng, kinh tế xã hội có những chuyển biến rất tích cực. Là năm thứ hai liên tiếp đạt toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kết quả này thể hiện sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo và điều hành đúng hướng quyết liệt của Chính phủ và các cấp các ngành. Cùng với tinh thần quyết tâm của cả nước, ngay từ đầu năm 2019, Ủy ban dân tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết của Chính phủ, của Hội đồng dân tỉnh với trách nhiệm và nỗ lực cao. Từ đó, kinh tế xã hội của tỉnh có bước phát triển khá toàn diện và đạt nhiều thành tựu nổi bật. Nhìn chung, kinh tế tỉnh nhà tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước thực hiện 56.371 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. RRDB bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 2.940 đô la Mỹ. Một số chỉ tiêu kinh tế ở Tây Ninh thực hiện được như sau. Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9.601 tỷ đồng, vượt 20% dự toán và tăng 25,1% cùng kỳ. Và lần đầu tiên trong 4 năm gần đây, 100% huyện, thành phố thu ngân sách vượt dự toán, thể hiện sự nỗ lực rất cao của các ngành, của địa phương. Một điểm nhấn là ngành hải quan Tây Ninh lần đầu tiên thu thuế đạt 1.524,7 tỷ đồng, vượt 134,6% dự toán. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản ước thực hiện 26.007 tỷ đồng, bằng 96% so với kế hoạch, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Việc mở rộng chương trình khuyến nông, hệ thống thủy lợi, đưa khoa học kỹ thuật như mô hình việt gáp, nông nghiệp sạch, dần dần của những năm gần đây đã có tác động lớn để các vùng đất ở Tây Ninh thâm canh tăng vụ, nhiều trang trại lớn với mô hình mới. Sau 10 năm triển khai và thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào đã phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân ở nông thôn. Đến cuối năm 2019, Tây Ninh có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh lên 42 trên 80 xã. Vai trò vị thế của người nông dân càng được khẳng định, ngày càng thể hiện rõ nét là chủ thể chính trong xây dựng nông thôn mới. Huyện Hòa Thành là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 89.109 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng 16% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước thực hiện 30.737 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, lượng du khách và doanh thu tăng. Doanh thu du lịch đạt 1.100 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Trong năm qua, công tác thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có nhiều chuyển biến, đứng thứ 6 trên 63 tỉnh thành trong cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, đạt hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 91,3% so với cùng kỳ. Số giấy phép cấp mới các dự án FDI tăng 150,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế hiện nay trên địa bàn tỉnh có 321 dự án đầu tư nước ngoài với tổng nguồn vốn đăng ký là 7,2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có 233 dự án FDI đi vào hoạt động, tạo công ăn việc làm cho gần 150.000 lao động địa phương. Riêng công tác thu hút đầu tư trong nước, hiện có 522 dự án đầu tư còn hiệu lực với vốn đăng ký là trên 74.000 tỷ đồng. Trong thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã phấn đấu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Trung tâm hành chính công tỉnh hoạt động ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước đúng hạn đạt 98,7%. Các sở ban ngành Tây Ninh đã thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh BCI, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công BABI và chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh BAR. Qua xếp hạng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tây Ninh xếp hạng thứ 14 trong bảng tổng xếp hạng năm 2018. Từ vị trí thứ 19 trong năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh BCI đã tăng 5 bậc trong bảng xếp hạng năm 2018. Tây Ninh đã đẩy mạnh tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng. Đặc biệt, tỉnh Tây Ninh đã khởi công xây dựng các dự án mở rộng, nâng cấp các tuyến giao thông đối ngoại quan trọng, mở ra khả năng kết nối thông suốt về vận tải hàng hóa và hành khách thông thương với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hạ tầng ngày càng đồng bộ đã tạo thuận lợi lớn cho phát triển du lịch và công nghiệp của địa phương.
Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài theo hình thức PPP. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thông qua kế hoạch phối hợp triển khai dự án vào tháng 10 năm 2019, dự kiến thi công hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 3 năm 2024. Công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng luôn được Đảng bộ và chính quyền tỉnh Tây Ninh quan tâm đặt lên hàng đầu. Thông qua xúc tiến đầu tư tại chỗ, tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai và hoạt động của dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, cung cấp những dịch vụ công tốt nhất nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp, qua đó hình thành các doanh nghiệp đầu mối để kêu gọi các nhà đầu tư mới trong và ngoài tỉnh. Năm 2019 ghi nhận một số dự án tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động như khai trương siêu thị Cơ Mát thứ 8 tại huyện Tân Biên, hoạt động dự án khu CD trung tâm thương mại chợ Long Hoa, huyện Hòa Thành. Sự kiện khánh thành nhà máy chế biến rau củ quả Tani Food tại xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu vào đầu năm 2019 với nhiều dây chuyền sản xuất trái cây, rau quả tươi hiện đại trị giá đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Sự kiện khánh thành trang trại Vinamilk Tây Ninh với danh hiệu trang trại bò sữa độc lập lớn nhất Việt Nam tại xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích 685 hectare, tổng kinh phí đầu tư tương đương 50 triệu đô la Mỹ. Trong năm 2019 có 9 dự án điện mặt trời với tổng vốn đầu tư 18.600 tỷ đồng đi vào hoạt động. Công suất phát thực tế đạt 678 MW, dự kiến phát lên lưới khoảng 1,3 tỷ kW, đạt 33% sản lượng điện năng tiêu thụ của tỉnh. Nổi bật là các cụm nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng DT1 và DT2 có quy mô lớn nhất ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với tổng mức đầu tư khoảng 9,1 ngàn tỷ đồng. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng, cơ bản giải quyết xong chính sách nhà ở cho gia đình chính sách và hộ nghèo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra thường xuyên, phong phú, đặc biệt tập trung vào các ngày lễ, Tết, các ngày kỷ niệm của đất nước, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân. Vào tháng 9 năm 2019, Tây Ninh đã tổ chức thành công sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội, là hoạt động cụ thể hóa chương trình hợp tác phát triển giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Tây Ninh. Đây là dịp để Tây Ninh giới thiệu quảng bá hình ảnh quê hương, con người, nét độc đáo về văn hóa, tiềm năng, lợi thế đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, sản phẩm du lịch của tỉnh đến với người dân Hà Nội nói riêng, người dân cả nước, du khách quốc tế nói chung, tạo dấu ấn sự liên kết giữa các doanh nghiệp, thu hút du khách, nhà đầu tư đến với tỉnh Tây Ninh. Ngành giáo dục và đào tạo từng bước hoàn chỉnh, hiện đại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới các hoạt động dạy học, giáo dục, kiểm tra đánh giá người học, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Tỷ lệ học sinh thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 97%, tỷ lệ học sinh được xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,99%, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, tập trung thực hiện 4 dự án quan trọng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn ngành y tế tỉnh. Các bệnh viện tư được tiếp tục đầu tư nâng quy mô giường bệnh. Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hồng Hưng và Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Xuyên Á đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thành đi vào hoạt động trong năm 2020. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới giữ vững ổn định, không để phát sinh điểm nóng. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại, trao đổi kinh nghiệm xúc tiến đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Lào, Indonesia, Myanmar, Nga, Belarus. Đồng thời tổ chức sơ kết một năm thực hiện thỏa thuận hợp tác với các tỉnh Campuchia, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh giáp biên giới thuộc Vương quốc Campuchia. Để có những thành quả đó trên chặng đường phát triển trong năm 2019, có phần đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nhân và hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh hiện có 5.230 doanh nghiệp với tổng nguồn vốn đăng ký là 101.521 tỷ đồng. Đông đảo nhất vẫn là thành phần kinh tế tư nhân hoạt động trên 30 lĩnh vực, nhóm ngành nghề khác nhau. Chính lực lượng này đã và đang đóng góp bình quân vào tỷ trọng 40% tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm ở Tây Ninh. Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng
là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, cũng là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Để phát huy những tiềm năng thế mạnh của tỉnh trên chặng đường tiếp theo 2020-2025. Mục tiêu tổng quát theo nghị quyết số 08 trên NQTU ngày 12 tháng 12 năm 2019 được tỉnh ủy, hội đồng dân tỉnh, ủy ban dân tỉnh Tây Ninh xác định năm 2020 là phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh tăng từ 8% trở lên, RRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 3.300 USD, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,5% trở lên, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 6,5% trở lên, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 3% trở lên, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 10.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu tăng 12%, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn bằng 35% RRDP, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 17.000 lao động, tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo dạy nghề chiếm 70%. Các giải pháp trọng tâm trong năm 2020 đó là tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Về phát triển nông lâm thủy sản, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại trồng trọt theo tín hiệu thị trường, từng bước hình thành vùng nguyên liệu hướng tới phục vụ cho chế biến và xuất khẩu. Tiếp tục thực hiện các đề án, dự án, mô hình khuyến nông, hỗ trợ sản xuất trên các đối tượng cây trồng thế mạnh của tỉnh như mì, rau củ, cây ăn quả. Tạo cầu nối liên kết các siêu thị, các chợ đầu mối với người sản xuất nhằm hình thành và đẩy mạnh chuỗi liên kết tiêu thụ hàng nông sản thực phẩm trong tỉnh. Về công nghiệp và xây dựng, rà soát các khu công nghiệp trong quy hoạch, thành lập thêm các khu công nghiệp có đủ điều kiện, chuẩn bị quỹ đất sạch và hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu kinh tế. Tiếp tục phát huy lợi thế, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhưng theo hướng chọn lọc dự án sản xuất có giá trị tăng cao, sử dụng ít đất đai, ít lao động và thân thiện với môi trường. Phát triển kinh tế gắn với phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương phòng chống tham nhũng lãng phí, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động phục vụ người dân doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tập trung nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp. Củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tiếp tục củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh, chú trọng vùng sâu, vùng xa biên giới. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông theo hướng công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời về các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Năm 2020, khởi đầu cho chặng đường mới 2020-2025 đã đến. Tương lai không phải là xa tầm giới mà đang nằm trong tầm tay của chúng ta. Sức mạnh lớn nhất của hệ thống chính trị tỉnh Tây Ninh chính là sức mạnh của ý đảng, lòng dân, sức mạnh của sự chung sức, đồng lòng và cả đồng bộ giữa tư duy với hành động. Đó cũng là tiền đề quý báu để Tây Ninh tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh vững vàng cho những bước đi tiếp theo trong công cuộc hòa nhập và phát triển, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước trong những năm tiếp theo.